Đừng bao giờ mà hát sai lời. Tôi nói cái chuyện mà Lương Sư Bá của đài Sa Bu Đi Sứ là của chú Mười á, là ở đây là có nghệ sĩ Xuân Yến nè, nghệ sĩ Chí Bảo nè, của trong dòng họ nè, tới kế là anh Linh thôi, là nối tiếp của nghệ sĩ Đức Phú, đúng không? Thì bây giờ các bạn ở đây là anh Linh đã nhắc nhở rồi, các bạn đừng bao giờ sai, nhớ rõ ràng là bạn bị bản thân ảnh ảnh còn lộn mà, đừng nói gì tới ai đâu á. Cho nên hiện tại bây giờ gần đây nhất tôi nói nè, Sa Bu Đi Sứ với lại Lương Sư Bá là cách đây nó gần 40 năm, còn Giang Sơn Mỹ Nhân là cách đây nó chỉ có mới 18 năm thôi. Nhưng bây giờ anh hát lại chưa chắc anh nhớ. Đó cho nên các bạn thông cảm đi. Bây giờ nếu mà có lục ra cái nào ảnh nhát mà đưa ảnh lên đây cho nhát tôi. Còn nếu không anh hát thiệt. Có một cái quan trọng đó là ảnh không bao giờ hát nhát. Cho nên bây giờ anh chỉ có hát thiệt thôi. Dạ mời Linh. Đó cho nên bây giờ các bạn đừng bao giờ để làm cho những người người ta sắp sợ rồi khỏi Việt Nam rồi, người ta đau lòng hết trơn, không Kim Loan nghĩ, đúng không nhỉ? Đúng không? Đó. Em cười cái đi, đó em cười, đúng rồi. Em cười là Linh cười. Rồi lên nhẹ đi. Thank you.
Thank you.
đường.